on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Take a breath, thoughts racing through my head. I try to capture it, but a picture can't hold what a heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute so that I can take it in. I can take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. Kính thưa quý vị, chú rể Quang Vũ và cô dâu Trà My. Và chúng ta cũng không quên dành một lời cảm ơn tới ca sĩ Aviva, một người bạn của cô dâu ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây, chú rể Quang Vũ và cô dâu Trà My xin phép được cúi chào ra mắt toàn thể quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, những người không thể thiếu trong buổi tối ngày hôm nay đó là những vị chủ hôn hai bên gia đình. Cho phép Lê Hoàng trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu. Kính thưa quý vị,
gia đình họ nhà trai đến từ quê hương Tuyên Quang. Vì điều kiện đường xá xa xôi, hiện nay bố của chú rể là ông Lương Văn Lập đang ở quê nhà Việt Nam, sang không sang dự đám cưới kịp các con được. Vì vậy, chúng tôi xin trân trọng và mời lên sân khấu mẹ của chú rể, bà Dương Thị Liên, cùng hai vị đại diện đó chính là bác Trần Văn Tú và bác Trần Văn Tuấn sẽ đại diện cho gia đình họ nhà trai ra mắt toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời hai bác và mẹ chú rể. Kính thỉnh thông gia với gia đình họ nhà trai. Ngay lúc này cho phép Lưu Hoàng xin được giới thiệu gia đình họ nhà gái đến từ quê hương Hải Phòng. Và vì điều kiện sức khỏe, ngày hôm nay bố của cô dâu là ông Phạm Văn Sa cũng không thể tới đây để dự đám cưới của các con được. Vì vậy, cho phép Lê Hoàng xin được mời lên sân khấu mẹ cô dâu bà Vũ Thị Thủy Nguyên và bác cô dâu là bác Vũ Hải cùng bác gái là bác Lê Anh Thư sẽ đại diện gia đình và nhà gái ra mắt toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, gia đình họ nhà gái đang từ từ tiến về hôn trường cưới, rất cần những tràng pháo tay thật lớn của quý vị ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ, kính thưa quý vị, đứng cạnh Lê Hoàng đây đó chính là anh trai của cô dâu, anh Phạm Minh Thắng. Kính thưa quý vị, và như vậy là trên sân khấu lúc này đó là sự hiện diện của hai nhân vật chính Quang Vũ, Trà My cùng với hai mẹ của chú rể, cô dâu và các vị đại diện họ nhà trai, họ nhà gái. Một lần nữa xin mời đại diện hai bên gia đình cúi chào ra mắt toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là trên sân khấu lúc này sự hiện diện đông đủ của hai bên gia đình. Và ngày hôm nay thì Lê Hoàng cũng rất là vinh dự được đứng ở đây, được thay lời cho chú rể cô dâu và thay mặt cho hai bên gia đình xin gửi tới toàn thể quý vị quan khách, quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để hội tụ về đây để cùng nhau nâng lên những ly rượu và cất lên những bài ca tiếng hát chúc mừng hạnh phúc cho Quang Vũ, Trà My và chúc phúc cho hai bên gia đình. Vâng, kính thưa quý vị, ngay giờ đây cho phép Lê Hoàng sẽ nhường lời lại cho một vị đại diện gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu và cảm ơn tới quý vị. Trân trọng kính mời bác Trần Văn Tú. Lời đầu tiên cho tôi nhận sự ủy quyền của đại diện các ông các bà bên họ đảng nhà trai xin gửi tới lời chào kính trọng nhất tới quý vị có mặt, các quý vị khách quý có mặt trong buổi hôn lễ của hai con chúng tôi. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác. Kính thưa các vị khách quý có mặt trong hôn trường của buổi hôn lễ của hai con chúng tôi, Quang Vũ và Trà My hôm nay. Lời đầu tiên, tôi xin được đại diện cho họ đằng nhà trai xin gửi lời chào cũng như lời cảm ơn tới các vị đại diện bên họ đằng nhà gái. Cho tôi xin được kính chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà cũng như các vị khách quý của hai họ hôm nay một lời chào kính trọng cũng như một lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Các cụ ta có câu: trai lớn thì dựng vợ mà gái ngoan thì gả chồng. Qua một thời gian tìm hiểu không hề ngắn của hai cháu Quang Vũ và Trà My, được sự nhất trí cao của hai bên các cụ nội và ngoại cũng như đằng trai và đằng gái, được sự nhất trí cao của hai nhà nước Cộng hòa Séc cũng như về phía Việt Nam, ngày hôm nay chính thức hai con chúng tôi Quang Vũ và Trà My nên vợ nên chồng. Chúng tôi không biết nói gì nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn lòng nhiệt tình không quản ngại đường xá xa xôi của các quý khách, các quý vị đã đến dự lễ thành hôn của hai con chúng tôi. Một lần nữa, tôi
xin được cảm ơn cũng như chúc toàn thể các quý vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu mộc mạc và rất chân tình, những lời cảm ơn của vị đại diện gia đình họ Nhà Trai, bác Trần Văn Tú. Và quý vị không quên dành một tràng pháo tay để cảm ơn bác được không ạ? Kính thưa quý vị, như quý vị đã thấy, lời phát biểu của gia đình họ Nhà Trai cũng rất là chân tình và rất đầy đủ. Nhà gái ngày hôm nay, như Lê Hoàng đã nói từ đầu, là bố cô dâu vì điều kiện sức khỏe, ông không đến đây để dự đám cưới của các con được. Nhưng ông ở nhà cũng đang theo dõi. Hoàng nghĩ rằng trong lúc này ông cũng đang rất hồi hộp và đang theo dõi từng giây từng phút. Quý vị biết không, trên tay Lê Hoàng đây là một tờ giấy. Khi mà bố cô dâu ở nhà, nhưng mà ông cũng rất cẩn thận để ghi lên những lời cảm ơn, những lời tâm sự của bản thân mình để gửi tặng cho các con, và đặc biệt là cảm ơn tới quý vị. Và gia đình của nhà gái có gửi gắm và nhờ MC ngày hôm nay sẽ thay mặt cho bố cô dâu đọc những lời cảm ơn của gia đình của nhà gái. Và cho phép Lê Hoàng, trước khi đọc cái bức thư này, xin quý vị hãy dành cho bố của cô dâu một tràng pháo tay và chúc ông sẽ sớm mạnh khỏe. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cho phép Lê Hoàng xin được đọc thư. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể anh chị em bạn bè thân thiết hai cháu. Tôi xin giới thiệu, tôi là bố của cô dâu Trà My, đại diện cho gia đình của nhà gái. Trước tiên, tôi gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì lý do sức khỏe nên không thể có mặt trong ngày hôm nay. Rất mong được sự thông cảm của mọi người. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới họ Nhà Trai đã có bài phát biểu rất chân thành và tình cảm. Tôi xin kính chúc sức khỏe các cụ, anh em nội ngoại, họ hàng hai bên gia đình cùng bạn bè của hai cháu. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian quý báu đến tham dự, chúc phúc cho ngày vui của hai cháu thêm phần trọn vẹn. Trải qua thời gian dài tìm hiểu, hai cháu Quang Vũ và Trà My đã nhận được sự nhất trí của hai bên gia đình cho phép hai cháu tiến đến hạnh phúc trăm năm. Tôi xin đại diện cho gia đình họ Nhà gái đón nhận sự chân thành của Nhà Trai chính thức nhận cháu Quang Vũ là rể của gia đình, và cũng đồng ý cho phép họ Nhà Trai đón cháu Trà My về làm dâu của gia đình kể từ giờ phút này. Hai cháu Trà My và Quang Vũ đã là dâu rể trong nhà, nhưng các cháu vẫn còn nhiều bỡ ngỡ nên kính mong toàn thể hai bên gia đình dạy dỗ nhắc nhở để hai cháu có thể làm tốt hơn bổn phận làm con cháu. Tôi xin một lần nữa kính chúc sức khỏe và cảm ơn tới sự có mặt của quý vị trong ngày hôm nay. Tôi xin chúc cho tình thông gia bền vững. Cũng xin thay mặt cho cháu Trà My, bố cháu gửi lời cảm ơn tới bà nội, bà ngoại, gia đình bác Sơn Hải, gia đình bác Ngoan Ước, cô Hiền, chú Lâm và các cô chú Hà Đạt đã gửi quà mừng cho các cháu từ Việt Nam. Vâng ạ. Kính thưa quý vị, những lời này bố cô dâu ngày hôm nay chuẩn bị, ông đã chuẩn bị rất là cẩn thận từ cách đây mấy năm trước đấy quý vị ạ. Và đúng ra là ông sẽ đứng ở đây và sẽ nói ra những cái lời như thế này. Nhưng mà ngày hôm nay vì điều kiện sức khỏe, bố cô dâu không đến đây được. Nhưng tình cảm, tình yêu thương của một người bố dành cho các con của mình thì không thể nào có gì có thể thay thế được. Và chúng ta một lần nữa hãy cảm ơn ông và chúc ông sớm mạnh khỏe, bình an. Một tràng pháo tay để cảm ơn tới những lời phát biểu của hai bên gia đình. Vâng, kính thưa quý vị, ngay bây giờ đây, giây phút lắng đọng, giây phút thiêng liêng, giây phút mà chú rể cô dâu sẽ trao cho nhau nhẫn cưới đã tới. Ngay bây giờ, xin mời Quang Vũ và Trà My sẽ tiến lên phía trước một bước và xin mời đôi nhẫn cưới thiêng liêng sẽ được mang lên để dành tặng cho chú rể cô dâu. Xin mời. Heart beats fast, colors and promise.
thưa quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cảm ơn tới thiên thần đã mang nhẫn cưới thiêng liêng dành tặng cho chú rể cô dâu. Vâng ạ, kính thưa quý vị, trên tay Quang Vũ bây giờ đó chính là đôi nhẫn cưới thiêng liêng. Và cho phép Lê Hoàng đứng gần chú rể cô dâu một chút xíu được không ạ? Quang Vũ thân mến, em đã nghe thấy những lời từ đáy lòng bố cô dâu đúng không ạ? Và em biết rằng những gì mà bố mẹ cô dâu yêu quý nhất, trân trọng nhất, và phải nói đây là một viên ngọc quý của bố mẹ cô dâu đã nuôi dưỡng, gìn giữ suốt hơn 20 năm qua. Ngày hôm nay, tất cả tình yêu đó đã dành trọn cho em. Thì em đứng trước bố mẹ hai bên và đặc biệt là đứng trước toàn thể quý vị ở đây. Em có hứa rằng mãi mãi là một người chồng thủy chung, là một bờ vai vững chắc, sẽ nắm chặt lấy tay cô dâu, hạnh phúc bên nhau đến trọn cuộc đời. Em có làm được không? Em có. Em xin hứa là em sẽ chăm sóc My thật tốt, thay bố mẹ chăm sóc My thật tốt. Vâng ạ. Quý vị thân mến, Lê Hoàng rất ấn tượng khi mà gặp chú rể cô dâu ngay lần đầu tiên cách đây hơn một năm về trước. Đúng ra cái đám cưới này đã phải tổ chức từ cách đây hơn một năm, nhưng vì dịch Covid thì chú rể cô dâu đã hoãn lại. Và cái lần gặp đầu tiên đó thì Lê Hoàng có gặp chú rể cô dâu và cô dâu có nói rằng ấn tượng của em với Quang Vũ là một người rất là hiền lành, dễ thương và rất biết quan tâm người khác. Và quý vị thấy ngày hôm nay chú rể rất chu đáo đúng không ạ? Một tràng pháo tay dành tặng cho chú rể cô dâu. Và Trà My thân mến, ngày hôm nay Quang Vũ đã là chồng của em, thì em có nguyện là người vợ thủy chung, là hậu phương vững chắc, cho dù cuộc sống sau này có gặp nhiều phong ba báo tố, có gặp nhiều trắc trở đi chăng nữa, em sẽ mãi mãi nắm chặt lấy tay Quang Vũ và hạnh phúc bên nhau đến trọn cuộc đời. Em có làm được không? Dạ có ạ. Vâng ạ, một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, có lẽ là trong lúc này chúng ta hãy hướng mắt về chú rể cô dâu. Xin mời Quang Vũ sẽ trao cho vợ mình chiếc nhẫn cưới thiêng liêng. Xin mời. Kính thưa quý vị, đôi nhẫn cưới là một biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng, một vòng tròn không có điểm dừng để kết chặt hai trái tim lại với nhau. Và bây giờ cô dâu Trà My sẽ trao cho Quang Vũ chiếc nhẫn cưới thiêng liêng. Xin mời. Hai con người hoàn toàn xa lạ kể từ ngày hôm nay đã kết lại làm một, để trở thành một đôi, một gia đình và một đôi vợ chồng hạnh phúc trăm năm thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ, kính thưa quý vị, Hoàng thấy khi mà đôi nhẫn cưới trao xong, chú rể cô dâu đã trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Hoàng đứng ở đây thì nhìn rất là rõ, không biết là ở phía dưới quý vị đã nhìn rõ chưa? Chưa. Không biết là nhiếp ảnh gia và nhà quay phim của chúng tôi đã bắt kịp hay chưa? Vẫn chưa bắt kịp. Vì vậy cho nên lúc này chúng tôi vẫn muốn chú rể cô dâu sẽ hướng mắt vào nhau được không ạ? Anh sẽ cầm giúp cho em chiếc hộp này. Rồi. Và Lê Hoàng nhờ quý vị một điều, khi mà quý vị vỗ tay, những tràng pháo tay của quý vị kết thúc thì chú rể cô dâu mới dừng nụ hôn được nhá. Nào, 1, 2, 3, hôn nào. Thưa quý vị, có lẽ đây là giây phút ngọt ngào nhất, giây phút hạnh phúc nhất, và đây chắc chắn sẽ là một đoạn phim ý nghĩa nhất, đẹp nhất trong đêm nay. Chúng ta hãy một lần nữa chúc mừng hạnh phúc cho chú rể cô dâu, và cho phép Lê Hoàng cũng xin được thay mặt cho tất cả các quý vị đang ngồi ở đây chúc cho Quang Vũ và Trà My hãy cùng hạnh phúc bên nhau và sẽ dành trọn cho nhau tình yêu thương, sẽ xem nhau là bạn đời tri kỷ của nhau, dành cho nhau những sự tha thứ trong cuộc sống và yêu nhau đến trọn cuộc đời. Một tràng pháo tay để chúc phúc cho chú rể cô dâu thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Và bây giờ đây, xin mời chú rể cô dâu sẽ tiến lên bên những chiếc ly mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở phía bên tháp ly. Sẽ rót ra những ly rượu đầu tiên để mời đại diện hai bên gia đình. Xin mời. Và xin mời cô dâu sẽ nâng rượu để mời đại diện gia đình họ nhà trai. Và xin mời chú rể sẽ dâng rượu để mời đại diện gia đình họ nhà gái. Xin mời hai bên gia đình sẽ cùng cụng ly vào nhau để kết nghĩa tình thông gia từ đây. Xin mời. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng chúc cho hai bên gia đình đi lại đôi bên tròn nghĩa, đôi bên vẹn toàn. Mối tình thông gia hữu hảo giữa hai bên gia đình, hai quê hương Tuyên Quang và Hải Phòng được gắn bó keo sơn và bền chặt muôn đời. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Và bây giờ đây, xin mời hai bên gia đình cùng với chú rể cô dâu sẽ nâng cao ly của mình lên ạ và hướng mắt về quý vị quan khách. Xin mời quý vị hãy cùng nâng cao ly của mình lên được không ạ? Dạ vâng ạ, xin mời ở phía bên tay phải ạ và phía bên tay trái, chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Quý vị ơi, và hãy cùng hô lớn để chúc mừng hạnh phúc cho quý vị nhá. 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Đó là những lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành tặng cho hai bên gia đình và chúc mừng hạnh phúc cho chú rể cô dâu. Một lần nữa chân thành cảm ơn. Và xin mời hai bên gia đình sẽ cùng hướng phía dưới và nhập tiền với quý vị quan khách. Xin mời hai bên gia đình. Vâng ạ, kính thưa quý vị, và trên sân khấu Lê Hoàng vẫn muốn giữ lại hai nhân vật chính, và bên cạnh đó là anh trai của cô dâu là anh Phạm Minh Thắng. Xin mời Minh Thắng sẽ bước ra phía giữa sân khấu. Kính thưa quý vị, đến dự với hội hôn của chúng ta ngày hôm nay, ngoài là những người bạn thân thiết của hai bên gia đình chú rể cô dâu, bên cạnh đó là những người bạn, là những người đồng nghiệp của chú rể cô dâu, là những người bạn sở tại ở Cộng hòa Séc, và đặc biệt là có những người bạn ở nước ngoài, ở Mỹ, là những người đồng nghiệp của cô dâu đang có mặt ở đây. Và Minh Thắng sẽ thay mặt cho gia đình sẽ nói một vài câu bằng tiếng Séc và một vài câu bằng tiếng Anh để cảm ơn tới những vị khách là người sở tại đang có mặt ở đây. Và xin mời Minh Thắng. Zdravím všechny ještě české návštěvníky a já bych si právě dovolil říct ještě pár slov. Nejen pro moji sestru a jejího novomanžela je to důležitý den, ale i pro naši rodinu. A právě jménem celé naší rodiny bych vám chtěl poděkovat, že jste přišli a že můžete s námi sdílet tento úžasný a mimořádný den. Zároveň bych chtěl říct, že tady na pódiu chybí ještě jeden důležitý člověk. Je to náš tatínek, který se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit svatby. A proto mě požádal, abych vám ještě skrze mě poděkoval, že jste přišli a že se to moc váží. Last but not least, I would like to say some few words also in English. So not just only for my sister and her new husband, it's important day, but it's also important day for our family. And on the behalf of our family, we would like to thank you that you have come to this beautiful and amazing day, and that you can share this evening with us. We really appreciate it. And unfortunately, one person is missing on the stage. It's our father, who was not able to come today because of the health problems. And that's why he asked me to just thank you that you come today, and we really appreciate that you are here and that you can share this evening with us. So thank you. Cảm ơn Minh Thắng rất nhiều. Vâng ạ, Minh Thắng là anh trai của cô dâu và nói được ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Séc và tiếng Anh. Và chúng ta một lần nữa dành tặng cho Minh Thắng một tràng pháo tay để cảm ơn. Và xin mời Minh Thắng về nhận tiền với quý vị toàn thể. Kính thưa quý vị, ở trên sân khấu thì vẫn còn những nghi lễ mà chú rể cô dâu sẽ cùng nhau thực hiện. Xin mời chú rể cô dâu sẽ tiến lên bên tháp ly để cùng nhau rót rượu tháp ly hạnh phúc đêm nay. Xin mời.
lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên. Xin được chúc mừng cho hai em. Vâng ạ, quý vị thân mến, khi mà Lê Hoàng biết được câu chuyện tình yêu của Quang Vũ và Trà My thì Hoàng rất bất ngờ. Tại vì sao? Một chàng trai rất là cẩn thận, một người phải nói là cẩn thận từ các hành động cho đến công việc của mình. Và đặc biệt là khi mới yêu nhau thì Trà My có nói với Lê Hoàng rằng là: anh có biết không, khi mà chúng em yêu nhau cách đây 7 năm về trước thì lúc đó em vẫn còn đi học và anh Quang Vũ thì đi làm rồi. Nhưng mà cứ 3 giờ sáng thì Quang Vũ tỉnh dậy, chạy đến nhà người yêu để đón người yêu đi học. Một điều có tuyệt vời không quý vị? Ở đây có ai làm được như vậy không ạ? 3 giờ sáng dậy, chạy một quãng đường rất là xa đến nhà người yêu để chở người yêu đến trường. Đó là điều tuyệt vời mà có lẽ là chúng ta phải dành một tràng pháo tay cho chú rể cô dâu được không ạ? Vâng ạ, và rất rất nhiều kỷ niệm nữa mà Lê Hoàng không tiện kể ra đây cho quý vị. Nhưng Lê Hoàng khẳng định với quý vị một điều rằng đây là một tình yêu đẹp, một tình yêu mà hai bạn đã khắc cốt ghi tâm. Đã 7 năm qua hai bạn đã cùng nhau để trải qua rất nhiều kỷ niệm buồn vui với nhau. Và ngày hôm nay các bạn đã thành vợ thành chồng. Và chúng ta hãy cùng chúc cho hai em sẽ mãi mãi như vậy, hạnh phúc như ngày hôm nay, và cùng nhau vun đắp một tình yêu, một gia đình hạnh phúc cho tương lai. Xin chúc mừng hai em. Và kính thưa quý vị, những món quà ý nghĩa mà quý vị dành tặng cho chú rể cô dâu đó là sự hiện diện của quý vị, và đặc biệt là những kỷ vật của hai bên gia đình ngày hôm nay sẽ dành tặng cho các con trong ngày cưới. Xin mời mẹ của cô dâu sẽ mang lên sân khấu một món quà ý nghĩa để dành tặng cho các con trong ngày cưới hôm nay. Xin mời. Món quà của bố mẹ cô dâu, có lẽ về vật chất thì chúng ta không có thể nói được là bao nhiêu. Nhưng mà về tình cảm và tình yêu thương của những người làm cha làm mẹ thì không có gì có thể cân đo đong đếm được. Và đây là những cái tình yêu thương mà bố mẹ dành cho các con. Đây là một cái kỷ vật mà các con sẽ mang suốt cuộc đời. Và chúng tôi cũng xin mời mẹ của chú rể là bà Dương Thị Liên sẽ trao món quà, một kỷ vật cho các con trong ngày cưới hôm nay. Xin mời. Hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ thì có lẽ là không thể nói được bằng lời. Kính thưa quý vị, đây cũng chính là một trong những hình ảnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà chú rể cô dâu đón nhận được, tình cảm từ những người làm cha làm mẹ. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể cô dâu, thưa quý vị. Và trong lúc này có lẽ là một cái ôm thật chặt của người mẹ và con gái được không ạ? Ở trên sân khấu, xin mời hai mẹ con sẽ ôm một cái ôm thật chặt. Và nhiếp ảnh gia Tuấn Lê của chúng tôi sẽ lưu lại hình ảnh khắc này ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn và chúc mừng cho chú rể cô dâu. Vâng. Và có lẽ trong lúc này thì xin mời mẹ chồng sẽ ôm con dâu một cái ôm thật chặt được không ạ? Kính thưa quý vị, có lẽ hình ảnh này là một hình ảnh ấm áp nhất trong đêm nay. Và chúng ta hãy lưu lại nó. Chúng ta hãy cùng nhau chúc phúc cho chú rể cô dâu. Một lần nữa xin được chúc mừng hạnh phúc của chú rể cô dâu và xin chúc mừng cho hai bà mẹ của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời hai bà sẽ cùng xuống phía dưới và nhập tiệc với quý vị quan khách. Và chúng ta cũng sẽ dành cho chú rể cô dâu và trả chú rể cô dâu về với vòng tay yêu thương của quý vị. Và xin đón nhận bằng một tràng pháo tay thật lớn của quý vị được không ạ? Sóng gió sẽ về với mấy ngàn
dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những xung động trái tim yêu mến. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi? Anh ước mong lâu lắm rồi, suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoàng hôn thơ hồng và gió sẽ về với mấy ngàn. Dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi